ra tới 3 smartphone cao cấp, Samsung vẫn thua Apple tại Mỹ, VN Express số hóa. Theo thống kê của Consumer Intelligence Research Partner, CIRP, trong 3 tháng đầu năm, Apple dẫn đầu thị trường với thị phần 36%, Samsung bám sát phía sau khi đạt 34% trong khi LG và Motorola chiếm vị trí thứ 3 và thứ 4, tương ứng 11% và 10%. Xét về hệ điều hành nói chung, iOS hiện chiếm 34% còn Android là 64%. Thị phần của Apple đã khả quan hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn chưa thể bằng những gì Apple đã đạt được trong năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, đây cũng là tín hiệu khả quan với Apple, nhất là khi các nhà phân tích cho rằng doanh số iPhone quý đầu năm sẽ thấp hơn kỳ vọng. Hãng nghiên cứu thị trường Global ước tính Apple chỉ xuất xưởng được từ 37 triệu đến 42 triệu iPhone 3 tháng qua, còn các nhà phân tích phố Gun cho rằng lượng iPhone được đưa ra thị trường ở mức 40, 45 triệu máy giảm tới 13% so với mức 52 triệu iPhone cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là sức hút của bộ ba iPhones, Smart và XR kém cũng như những khó khăn của Apple tại thị trường Trung Quốc. Mình mình